Mận Thế Nghiên từng đến nhà chúng ta. Cái gì? Mẹ có nói với anh là do bạn của mẹ kêu cô ta đến. Nhưng mà anh đoán là do cô ta tự đến thôi. Hôm đó, Tuấn Hy cũng ở trong phòng khách. Nên chắc chắn là đã chào hỏi Mận Thế Nghiên, rồi cũng đã nói chuyện qua. Cô ta ở đâu nghe được tin Tuấn Hy sẽ tỉnh lại. Cho nên mới lo lắng mà chạy đến đây. Em khẳng định. Nếu như tỉnh lại, sẽ nói người dẫn đi là của ta đó tuấn Hi, nếu như còn dám động đến thằng bé lần nữa cho dù là quan tái liền mẫn đồng chiên hay là mẫn thế nghi anh sẽ không tha cho bọn họ tuyệt đối không không ngủ sao ngủ trước đi mới về nhà ăn cơm xong thì lại trốn vô phòng sách sao tận nhẫn thật vậy sao anh đừng có làm như vậy nữa mà anh đã nói rồi anh sẽ kết hôn nhưng em đừng có hy vọng gì nhiều anh sẽ hết sức để làm ba của đứa bé em cũng đừng hy vọng gì nhiều hơn nữa ý anh là tuy lại đã kết hôn nhưng sẽ sống với cương vị là ba của đứa bé thôi sao trả lời em đi chứ đúng vậy anh sẽ cố gắng làm ba của đứa bé nhưng mà em cũng đừng có hy vọng quá nhiều được thôi vậy chúng ta hãy cứ sống như vậy cho đến chết đi cho đến chết luôn đi <laughs> đồ xấu xa đồ xấu xa đồ xấu xa ơi ừ. Ừ. sao con lại nấu bữa sáng như vậy chứ có cô giúp việc mà con đã nói rồi đồ ăn của mọi người sẽ do con chuẩn bị rồi mà à, thế nghiền thật có lòng mà hả có đúng như vậy hay không mau à. à. <laughs> mau ngồi xuống đây đây là giai đoạn nên cẩn thận nhất đó còn cứ như vậy sẽ có chuyện hãy ngồi đi à, dạ mẹ ừ, cô xin lỗi ừ. ờ nhưng mà tại sao vậy con bé lại không không ăn được chút nào vậy hả con nên quan tâm một chút đi. Ê, bà con nói đúng đó. Con phải con người khác mà là con của con mà. Em xin lỗi vì em mà mọi người không thấy ăn vui vẻ được. À, dạo này cứ ngửi thấy đồ ăn là muốn nôn thôi. Không sao chứ. Nếu như khó chịu quá thì đến bệnh viện khám. Không sao đâu, chuyện thường mà. alo à cô giáo à hả cô nói sao cô nói tài xế xe buýt của trường thấy được người phụ nữ đã đưa tuấn hi đi sao dạ tôi biết rồi giờ dạ, tôi tới liền cảm ơn có chuyện gì ạ ai thấy được gì sao tài xế xe buýt của trường thấy được người phụ nữ đưa tuấn hi đi hả thật sao thấy sao ạ à? à anh đợi một chút đã sao anh lại đi đến đó anh có quan hệ gì với tuấn hay sao anh đã kết hôn rồi đó và không có quan hệ gì với lý ngân tú nữa cho dù là có liên quan hay không nhưng mà thằng bé bị thương đến bây giờ vẫn chưa tỉnh anh phải điều tra nguyên nhân tại sao thằng bé lại gặp chuyện như vậy em hiểu chứ chào anh Lần trước, anh ấy có nói nếu có tin mới gì về việc của Tuấn Hy, hãy liên lạc với anh ấy. Hôm đó anh tài xế vì nhà có tang, cho nên hôm nay anh ấy mới tới nhà trẻ. Anh có thật là thấy được người đã đưa Tuấn Hy đi không vậy? Dạ, lúc đó tôi vô tình nhìn thấy được một người phụ nữ đội nón, đeo mắt kính mát, tay nắm một đứa bé dắt đi. Nhìn đứa bé giống như là người quen vậy, lúc đầu tôi còn tưởng là mẹ đứa bé nữa chứ. Anh đã tường thuật lại với cảnh sát chưa? Rồi, tôi vừa mới nói xong luôn cô ta đòi nón kiểu gì hả à, là nón bóng chày màu và... màu vàng nhạt thì phải đó hình như là vậy đó màu vàng nhạt sao anh ơi anh hãy nhớ cho kỹ nha chuyện này không thể nói bậy được đâu đương nhiên cũng có lỗi của chúng tôi nữa là chuyện có người đã dẫn tuấn hy đi rồi để xảy ra tai nạn mà à, đúng vậy tôi chỉ có thể nhớ được uh đó là một người phụ nữ đội nón rồi cùng lên xe cùng với thằng bé thôi à hình như là thằng bé rất nghe lời thì phải đó hình như là vậy anh không nhớ gì về tướng mạo hay sao <laughs> tôi xin lỗi tôi buồn ngủ quá nên nhìn không rõ anh không còn nhớ gì khác sao dạ uh, tôi xin lỗi anh trưởng phòng hoàng là tôi đây tài xế của nhà trẻ đã nhìn thấy tôi đưa tuấn hi đi đó đương nhiên là đương nhiên tôi đội nó và đeo kính mát thì sẽ không thấy rõ rồi đó không phải là người chứng cứ có đúng như vậy không dạ à, tôi biết rồi ờ à. ngân tú à tuấn hi sao rồi không phải nói là ngón tay cử động rồi sao sẽ hồi phục chứ bác sĩ nó nói gì cho anh biết đi không liên quan đến anh tuấn hi sẽ mau hồi phục thôi tôi và anh đã không còn không còn gì liên quan nữa vậy nên anh xin lỗi Anh đã không thể giữ được lời hứa Xin lỗi em Ngân Tú Dù sao tôi cũng không có cầu mong lời hứa gì 6 năm trước tôi đã biết được Cảm giác lời hứa suông là sao rồi Vậy nên anh không cần phải xin lỗi đâu Là tôi đã bỏ anh Còn nữa tôi biết rõ sự lựa chọn của mình Anh là một người đã có vợ Là một người sắp trở thành ba của người khác Tôi sau này Sẽ không gặp mặt anh như vậy nữa đâu hy vọng anh sau này cũng đừng tìm đến tôi nữa chuyện của tuấn hy anh không cần lo tôi sẽ tự lo được rồi làm ơn đi đừng có làm phiền tôi anh hãy nhớ những gì tôi nói đó ngân tú à anh gì ơi anh tài xế nói vẫn còn chuyện chưa nói Sao? Liễn ngự Tú Anh chính quân rốt cuộc tại sao lại đuổi theo cô Hỏi về chuyện của Tú hi vậy Sao cô lúc đầu cũng lấy cái cớ để bám theo anh ấy vậy hả anh ấy là người đã kết hôn rồi sau này cô đừng có lời kéo anh ấy vào chuyện của mình nữa nếu như cô vì chuyện này mà gọi anh ấy ra lần nữa lúc đó tôi sẽ không tha cho cô đâu vì tôi gặp anh chính quân nên cô thấy lo hay sao hay là do tôi gọi anh ấy đến nên mới lo hả có phải không gì chứ <laughs> nó đáng để cô theo đến đây sao cho dù là đứa bé hàng xóm bị thương thì những người xung quanh ai nấy cũng đều là đứng ra giúp đỡ nhưng anh chính quân bộ không có liên quan gì đến tuấn hy sao chuyện này cô là người hiểu rõ nhất mà nhưng sao lại vì chuyện này nhạy cảm quá vậy đúng thật là cô đang lo lắng rồi liếng gần tú hôm qua cô nói sẽ tự mình quản lý tuấn hy có đúng không nếu đã nói như vậy rồi sao không theo tôi đến nhà trẻ xem sao tài xế của nhà trẻ đã đưa ra lời khai mới nó đã nhìn thấy người phụ nữ đưa Tuấn Hy đi, rất rõ ràng. Còn nữa, anh ta còn có thể miêu tả rất là cụ thể đó. Vì vậy Tuấn Hy có thể nhận ra được người phụ nữ đó. Và sẽ điều tra cụ thể với người tài xế, cũng đã khai hết với bên cảnh sát rồi. Đã nói xong rồi nên phải đi thôi, không phải là người khác. Việc này có thể giúp được không? Nhà trẻ ở phía trước rồi. Buông ra, buông ra. Tại sao tôi phải đến đó chứ? Cô đang muốn đưa ai ra làm tội phạm vậy hả? Không dễ đâu. Không phải tôi. Tôi nói lại lần nữa không phải tôi. Không phải tôi. Ừ. Mận thiên nghiên, cô đang lo lắng sao? Sợ rồi có phải không? Bởi vì không thể nào gánh được trách nhiệm này. Vậy là sẽ khó bắt được đây. Tôi sẽ từ từ nắm được cô thôi. Cô đợi mà xem. Là xe màu trắng sao? Dạ. Lúc buồn ngủ tôi có nhìn thấy chiếc xe đó, không biết là hình như là màu trắng đó. Màu trắng à? Tôi nghĩ sao cũng thấy là đúng như vậy. Tuấn Hi ngoan ngoãn đi theo người đó mà, vậy là người quen rồi. Tuy Tuấn Hi chỉ là thằng bé 6 tuổi nhưng lại rất thông minh, lại sinh tháng 1 nữa. Tháng 1. Đúng vậy, thằng bé sinh vào ngày 3 tháng 1 cũng gần 7 tuổi rồi đó. Nếu sinh trước tháng 3 thì cũng được tính là 7 tuổi mà. Cho nên rất là lanh lợi và thông minh đó. Vì vậy mà tuyệt đối sẽ không đi theo người lạ đâu, chắc chắn là người quen rồi, tôi chắc như vậy đó. Dạ. Thằng bé đã được 6 tuổi. Sinh vào tháng 1. Bộ Khương Chính Quân không có liên quan đến Tuấn Hy hay sao? Điều đó cô Mận Thiên Nghiên biết rõ hơn mà. Vì Tuấn hay là con trai của chính luôn Chỉ có mình mình và Lý Ngân Tuấn mới biết Trước khi con mình được sinh ra Không ai biết đến chuyện này cả Tuyệt đối không Không ai có thể biết được dạ chào cô tôi là mẹ của tuấn hi đây người người tài xế đó ở đâu vậy à dạ rồi tôi sẽ đến liền những bức hình này có giống không hả ờ cái này nhìn hơi giống đó nhưng mắt kính hơi bào nhạt có gọng kính rất là nhỏ kiểu chuồn chuồn đó giống giống như vậy có phải không hình như là nó đó có màu vàng phía trước có chữ a rất lớn nữa như như vậy sao dạ rất là giống đó ờ à... anh nhìn xem có giống với người này không vậy hả đúng vậy nhìn hơi giống nhưng mà tóc không dài Mắt kính đã che hết nên nửa khuôn mặt. Tôi không nhìn rõ lắm. Vậy sao? Nếu như mắt kính che đi một nửa khuôn mặt, vậy là mặt rất là nhỏ có đúng, đúng không? Đúng vậy. Ờ, vậy là gần giống khuôn mặt của cô gái này rồi. Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh. mận thế nghiêng là cô dạ anh dạ, có chào việc cô. gì sao cô đây là chuyện phát nhanh đây dạ xin chào gì vậy ờ uh, lát nữa chúng ta mới hợp đi tôi muốn nghỉ ngơi một lát ra ngoài hết đi <laughs> điện thật mà đi không phải đây không phải là mình đâu Gần tú xảy ra tai nạn vào tháng 3 năm 2007 Tuấn hy sinh vào tháng 1 năm 2008 Nếu như vậy thì Trước khi xảy ra tai nạn Thì cô ấy đã có thai rồi Đứa bé đó Đứa bé đó là con của mình sao? Đừng như có chuyện gì sao ạ? À? phiếu kiểm tra hôm qua đâu có phải giám định của tuấn hy không có phải hay không vậy em đã nói là của anh đông nhiên mà đừng có nói dối đúng vậy là giám định giữa anh và tuấn hy hả sao em lại làm vậy em em có được ai cho phép chưa sao em lại làm việc này hả anh tò mò muốn biết thằng bé là con trai của anh phải không? Gì? Em là người mang thai con của anh Cho nên em có quyền biết được Tuấn Hy là con của ai Là anh hay là Trấn Cửu Thật là Không biết tại sao anh lại đột nhiên có hứng thú với Tuấn Hy Nhưng nếu muốn xem thì cứ xem đi Em sẽ cho anh xem Đây, tự mình xác nhận đi xem có phải là con của anh hay không <laughs> anh à anh không biết sao chỉ vì anh mà con em đã gặp nguy hiểm rồi đó em em không sợ chết nhưng mà còn tuấn hy thì tuấn hy thì không được vậy nên anh đừng đến nữa đừng có lo cho em nữa còn có người khác yêu em bảo vệ cho em mà anh đừng có đến nữa đừng có đến nữa mà Tuấn Hi là con của anh sao? Cái gì? Tuấn Hi là con anh đúng không? Anh anh nói cái gì vậy? Ra ngoài đi, chúng ta cần phải nói chuyện. Em không có gì nói. Ngân tú à? anh đến đây để làm gì anh sao anh lại đến đây chứ em đã nói sau này em không muốn gặp anh nữa mà cho nên đừng có đến đây nữa làm ơn đi em nói đi tuấn hy là con anh đúng không mặt của anh dày thật đó sao lại có thể nói được những lời đó phó giám đốc Khương chính quân à sao tuấn hy lại là con của anh được tuấn hy và anh không quan hệ gì với nhau hết Sáu năm trước, em đã có thai với anh rồi. Sau đó thì xảy ra tai nạn. May thay cả em và con đều sống sót. Đứa bé đó là Tuấn Hy. Đúng chứ. Anh đang viết tiểu thuyết hả? Không phải đâu. Sáu năm trước em không có thai với anh. Cho dù là có thì cũng không phải đâu. Xảy ra tai nạn như vậy mà đứa bé còn sống sao? Em cũng vậy hả? Vậy nên đừng tạo ra nữa tuấn hy thằng bé không có quan hệ gì với anh hết vậy là con của la trấn cửu sao em nói cho rõ ràng đi là con của la trấn cửu đúng không là con của em cho dù anh có hỏi bao nhiêu lần thì đó cũng là con của em vậy nên anh hãy về đi đừng bao giờ hỏi nữa làm ơn đi tuấn hy Hi... là con của anh đúng chứ phó giám đốc cường chính quân à không biết anh đang làm cái gì vậy đã kết hôn có vợ rồi vợ còn mang thai con của anh nữa nhưng sao còn làm như vậy chứ lo chuyện tuấn hy con tôi làm gì sao lại không liên quan chứ tuấn hy là con của anh sao lại không liên quan hả sao em lại như vậy hả sao lại không nói cho anh biết Chuyện của Tuấn Hy vậy hả Sao em lại lừa dối anh vậy hả Không phải mà Tuấn Hy không phải là con của anh đâu Em đừng có nói dối nữa Tuấn Hy được 6 tuổi Tai nạn xảy ra 6 năm trước Là sinh tháng 1 Nhóm máu A Giống hệt của anh Thằng bé tuyệt đối không phải là con của La Trấn Cửu Là con của ai Cho dù anh có nói gì thì tuấn hy cũng không phải là con của anh thằng bé không có quan hệ gì với anh cả cho nên anh đừng có đến đây nữa ngân tú à ngân tú Tuấn Hy à, Tuấn Hy, người đó đã biết con là ai rồi. Tuấn Hy à, Tuấn Hy, Tuấn Hy, Tuấn Hy à. Mẹ Tuấn Hy à. Here. tuấn hi à tuấn hi à con ngoan hình như là mẹ của con bị bệnh rất nặng xin lỗi vì đã không nhận ra con xin lỗi con thành thật xin lỗi con xin lỗi con tuấn hi à cô ta điên thật rồi khi không lại giả hình mình làm gì chứ rốt cuộc muốn làm gì mà gửi cho mình cái này còn dùng tờ rơi này để làm gì chứ là muốn phát tờ rơi này sao cô ta điên thật rồi sao cô ta điên thật rồi đây là cái gì vậy anh theo dõi hoàng tái liền xem là có chứng cứ gì không cho dù là có chứng cứ phạm tội nhỏ của hắn thôi cũng được trong đó có người nào mà em biết hay không vậy người này chính là người đó là người tự thú ra đụng trúng em nhưng mà anh ta có phải là thuộc hạ của hoàng tá liệt không vậy sao lại bắt anh ta nói dối tự thú chứ là muốn em rời xa anh chỉ cần em không bên cạnh anh thì mẫn thế nghiên mới có thể kết hôn được với khương chính quân em hiểu điều đó chứ vì muốn kết hôn với anh chính quân nên mới làm chuyện này sao sao có thể chứ mục tiêu của bọn họ đó là đám cưới giữa mẫn thế nghiên và khương chính quân bây giờ đã kết hôn và còn có con nữa sau này sẽ không làm phiền em nữa đâu Em yên tâm Không đâu Tuấn Hy thằng bé Nhận ra được Mận Thế Nghiên mà Lỡ như Tuấn Hy Tỉnh lại thì không biết sẽ làm gì Đây là vẽ lại theo lời của người tài xế đó Anh có thể xem thử đi Trông rất giống Rất giống Mận Thế Nghiên Người này chính là người Đã dẫn Tuấn Hy đi Em sẽ phát tờ rơi này Ở nơi Tuấn Hy đã xảy ra tai nạn Sẽ dán khắp nơi Quả thật là Rất giống Mận Thế Nghiên đó em à Luật sư Y Tôi có chuyện muốn thương lượng với ông Nếu như có một người phụ nữ Dễ gương mặt của tôi rồi làm thành tờ rơi của người tên tội phạm đi phát khắp nơi, có trở thành người vi phạm pháp luật không? À, dạ, là tội rất là nghiêm trọng sao? xử theo hành vi sao? Dạ, tôi biết rồi. Lát nữa tôi sẽ đến gặp ông. Dạ. ơi, à, không ở văn phòng mà chạy tới đây làm gì? ngồi đi. À, bà tính trong cuộc họp cổ đông, tiên cử con trở thành giám đốc tập đoàn Giang Phúc, con chỉ cần biết như vậy thôi. Dạ. Yeah. Phải thông qua ý kiến của hội đồng quản trị, chuyện đó bà sẽ lo, con chỉ cần chuẩn bị lên làm giám đốc thôi là được rồi. Nhưng mà con anh đông nhiên, hả? Tính chuyện nó qua bình thiết kế, à, bởi vì dạo này thiết kế khó khăn quá, phải để đồng viên qua đó phát quy năng lực. Ba, bên xây dựng chỉ là một cái vỏ trống rỗng thôi lúc sắp phá sản may mắn mới có thể trụ lại được. Đồng viên qua đó cứu vớt lại là được chứ gì, con đừng có lo. Nhưng mà ba, công ty thực phẩm giảng phúc là công ty chính của chúng ta. Đã vậy, sao lại có thể để đồng viên làm chứ? Làm lâu như vậy cũng đã đủ rồi. Bây giờ, con hãy về lại vị trí của mình đi. Đừng nói nhiều nữa, hãy chuẩn bị... Cho thật tốt đi. Tôi vừa mới nghe được trong cuộc họp cổ đông lần này Sao hả? Trong cuộc họp cổ đông sẽ công bố việc Hương Chính Quân từ phó giám đốc Sẽ lên làm giám đốc của công ty Cái gì? Ai nói vậy? Quản sự phát đã gọi điện qua Là chủ tịch đã nói vậy Ý là muốn nói tôi sắp sụp đổ rồi sao? Chủ tịch Khương Giảng Phúc Tôi muốn đấu giao một trận xem sao Đem hết tên những người quản sự ở chỗ anh cho tôi đi Ngay bây giờ Tôi biết rồi Cảm ơn quý khách Đi thông thả Nè Dạo này con không phân biệt ngày đêm mà cứ đi suốt như vậy sao Hôm nay tới sáng con mới về Con đang làm gì vậy hả Con à, giúp bạn một số việc mẹ Em trai à Hôm nay em giúp chị dâu đi phát tờ rơi nha Ở chỗ Tuấn Hy sẽ nói nạn đó Là chuyện gì vậy Tờ rơi cái gì Phải bắt được người gây ra nông nổi này cho Tuấn Hy mới được mẹ À, dựa theo lời của người nhìn thấy Mà mẹ Tuấn Hy đã giải nó lại Chờ chút Đây Ôi trời ơi Đây không phải là người phụ nữ Đã đưa Tuấn Hy đi sao hả ừ, Chuyện này là sao vậy hả Hả ừ, Nhưng mà Gương mặt này Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải Con cũng thấy vậy vẫn chưa thể xác định dù sao cũng phải đến bệnh viện giúp chị ấy đi nha em nhớ đó à, em biết rồi anh yên tâm đi ừ. Ê trời ơi sao nhìn lại giống con dâu của bà phát thuận vậy hả ờ ừ, phải không ta có thể gặp mặt được một chút không có chuyện gì sao tình hình của tuấn hy hiện giờ ra sao rồi vậy sẽ khỏe lại thôi chỉ cần phục hồi được ý thức thì không còn gì nguy hiểm nữa đúng là may mắn thật anh gọi tôi ra đây là vì chuyện này hả tuấn hy là con của tôi đúng không cái gì anh bị điên rồi sao sao lại đi nói những lời đó hả tuấn hy là con của tôi đó vì nó mấy lời nhẫm dí đó cho nên mới gọi tôi ra đây sao anh khương chính quân tướng hy là con của tôi anh là trấn cửu anh khương chính quân sau này đừng nói những lời đó nữa cho dù tướng hy là con của anh thì cũng không được anh có biết tại sao không hả người không có trách nhiệm với người yêu của mình thì làm sao có thể trách nhiệm với con mình hả tôi nói anh có hiểu hay không anh khương chính quân không phải là chuyện anh nên lo tôi đã nói rồi Tôi là người xấu, anh cũng là người xấu. Điều này có nghĩa là anh hay tôi đều không nên can thiệp vào chuyện tướng Hy nữa. Biết chưa hả? Chính anh hai lần bỏ rơi mẹ tướng Hy. Một lần là sáu năm trước. Sau này là kết hôn với bẩn thế nghiên. Anh sau này đừng xuất hiện trước mặt của mẹ tướng Hy nữa. Là trấn cửu. Anh cứ chính quân tôi cảnh cáo anh, bận thế nghiêng, anh hãy lo một quản lý tốt cho cô ta, hả? cô ta đã gặp qua tướng hy, trước khi tướng hy xảy ra tai nạn, cô ta có đến nhà tôi, nhưng mà lại nói không có gặp tướng hy, cô ta, rốt cuộc tại sao nói dối vậy hả? anh không thấy kỳ lạ, hay thắc mắc gì sao hả? thực sự là không thấy gì lạ sao